Alo, alo. Dạ, em xin mến chào quý vị khán giả nha. Chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Kể Chuyện Ngọc Family Channel. Lời nói đầu tiên xin cho em được mến chúc sức khỏe và chúc quý vị một ngày mới thật là nhiều niềm vui nha quý vị. Thì ngày hôm nay em xin phép được gửi đến cho quý vị một cái câu chuyện có thật, nói về chuyện của em và cái mối tình mà lúc mà em 18 tuổi đó quý vị. Thì cái chuyện này xảy ra lâu rồi, nhưng mà nó để cho em nhiều cái cảm xúc và nhiều cái ấn tượng bất ngờ lắm. Lần đầu mà với anh trai Tây này á, Tây đen mấy quý vị, Tây đen quý vị, 80 cm, quá trời đó không. Thì không thể ngờ quý vị ơi, cái kết tôi nói giật mình luôn. Mến mời quý vị cùng lắng nghe. Thì có nhiều quý khán giả nói nhỏ này thì chỉ có lấy người Phi Châu lấy tay thôi, chứ tính tình nó quá chịu đất lồng lộn luôn. Thì thưa quý vị, là năm 18 tuổi á, thì em cũng đã từng coi như là có một cái thời gian gặp gỡ với một anh chàng người Tây đen rồi. Thì lúc đó đó, cái cảm xúc của mình đó, mình mới lớn mà, thì khi mà mình gặp gỡ trong những cái tình huống đó thì chuyện gì đã xảy ra trong một cái không gian yên tĩnh chỉ có hai người. Thì mến mời quý vị cùng lắng nghe những cái lời chia sẻ của em, xem thử coi anh chàng Tây đen này đã làm gì nha quý vị và em phản ứng ra sao. Thì có tới luôn mất tài hơi không, thì mến mời quý vị cùng lắng nghe. Thì cái câu chuyện như thế này, thì thưa quý vị, là lúc trước á, em thấy vậy chứ em cũng học trong cái trường ngoại ngữ. Thì sau khi mà rớt đại học rồi á, trời ơi, cái em mới vô học ngoại ngữ tiếng Anh để mà xin việc làm cho nó dễ đó. Trời ơi, mình có tiếng Anh thì mình xin cái gì nó cũng dễ đó. Hồi xưa ở Việt Nam hay có vụ vậy đó quý vị. Thì em học trong cái hội Việt Mỹ đó, trời, tốn tiền dữ lắm. Một tuần ba buổi, mà một buổi thì người giáo viên người bản xứ. Cái anh này thì ảnh người Tây đen quý vị, người ở London nhưng mà gốc nó London nhưng mà người Tây đen á. Ừ. Anh này thì khá là cao to, giống như chơi bóng gỗ hay gì, cao to lực lưỡng. Thì lúc đó đó mình là một cô gái mới có 18 tuổi hà, cho nên là còn đầu óc ngây thơ và trong sáng rất là nhiều luôn. Thì trong một tuần học hai giáo viên người Việt Nam và một giáo viên người Tây đen. Thì lúc đó đó là trong cái lớp thì cũng có mười mấy đứa học. Thì lúc đó đó cái anh chàng này ảnh cũng hỏi mình vài câu hỏi, thì mình không có biết tiếng Anh nhiều cho nên là ảnh cũng tận tình nhiệt tình lắm. Ông thầy này ổng cũng hay lắm, ông chỉ với em. Rồi á, khi mà em đi về ổng còn mời em đi ăn nữa quý vị. Rồi ăn xong rồi tính như ổng với em giống như là một người bạn vậy đó, trên tinh thần là bạn bè trước tiên. Thì sau đó ảnh mới nói chứ bây giờ á, là tôi mời em đến dự sinh nhật. À, ngày đó, tháng đó đó là tại cái chỗ chung cư mà Tân Bình đó quý vị, khu chế xuất Tân Bình đó quý vị. Thì á, em mới suy nghĩ về, em suy nghĩ chứ mình có nên đi không, mình không đi thì sợ ông thầy ông buồn. Cái mình mới đi, mình quyết định mình đi. Đó, thì đi sinh nhật thì nhiều khi mình có những lúc mình không có kiềm chế được thì chuyện gì sẽ xảy ra, cho nên mình cũng lo lắng trước đó. Cái mình mới rủ thêm nhỏ bạn nữa, em mới nói nhỏ bạn em mà má nó cho vay trả góp nè, cho vay nặng lãi, thành thử răng nhỏ này nó thông minh mà nó từng trải rồi, thành thử cái nó có kinh nghiệm lắm. Cái bắt đầu em mới hỏi nó, em mày đi với tao không, thì nhỏ đó nó đồng ý luôn. Thì tới khi mà đi lại đặng á, thì gặp cái ông thầy này á, ổng đứng ngay đầu hẻm của Tân Bình á, ổng đi với một anh chàng Tây đen nữa, tất nhiên là một ông thầy với một cái thằng Tây đen nào đó, đó hai người. Thì nhỏ bạn em á, nó cũng thấy lạ, mới đầu nó nói có ông thầy mà sao xuất hiện thêm anh nữa mà không biết là ai. Thì khi đó nó mới ổng mới mời vô cái quán nước uống, thì hai hai người ngồi với hai người thì cũng nói chuyện mà tiếng Anh tiếng U thì mình cũng biết hơi hơi chút xíu chứ không nhiều. Thì ổng mời mà ông thầy nào uống nước nước tăng lực không quý vị, nước tăng lực bò hút mà Red Bull thứ thiệt đó. Thì uống xong xuôi rồi thì ổng mới mời em với nhỏ bạn em á, là đi lên trên lầu để ăn sinh nhật đó. Thì nhỏ này không biết làm sao nó đổi ý, nó nói thôi giờ tao không có đi đâu, mày đi đi, tao có chuyện rồi, má tao kêu tao về. Cái nhỏ nói vậy thì em mới nói ờ vậy thôi mày về trước đi, mà sao bữa đó em gan ghê, em không muốn đi theo bạn em mà em còn đòi ở lại nữa. Rồi em một mình em coi như là chấp hết luôn, em đi theo cái hai anh chàng Tây đen này để đi lên trên cái apartment chung cư ở trên Tân Bình á để mà dự sinh nhật. Tại vì mình nghĩ trong lòng mình chưa đó, mình 18 tuổi mình khờ lắm, mình sợ là mình đi về chung với bạn mình rồi ông thầy ổng buồn. À, mình nghĩ là mình sợ người ta buồn, thành thử ra mình phải chiều theo cái ý của người ta.
Cái ông mới nói vậy thôi giờ em có đi lên dự tiệc không, thì em mới nói em đi, thì mình cũng để cho nhỏ bạn mình đi về. Mà chóng nhận sao mà mình đặt niềm tin ông thầy này, mình dám lên cái chung cư mà chung với hai anh tay đen này, rốt cuộc một mình mà coi như là đi với hai tên tay đen một mình á quý vị. Thì đi lên trên cái chỗ chung cư ấy đó, thì khi đi lên nữa đó, thì đi lên rất là nhiều bậc thang. Thì khi mà tới cái phòng đó rồi á, thì bắt đầu là mở cửa ra thì có một cái cô gái người Việt Nam đang ngồi trỏng, đang bấm máy tính vậy nè, không biết đang chơi game hay gì đó. Thì cái bạn nó cũng chào mình, thì mình cũng thấy mình đặt niềm tin chút nữa, tại mình nghĩ là không phải một mình là con gái ở trong phòng này mà còn có thêm nhỏ này người Việt Nam nữa, cho nên mình không có sợ. Mà ở trong phòng nó còn có thêm ba anh tay đen nữa quý vị, ba thằng tay đen nữa, coi như là bao nhiêu ta, là năm người, thấy không, năm người, mà người nào người nấy cao thôi, lực lưỡng làm như một cái đội chơi bóng gỗ hay sao đó. Cái mình mới nghĩ trời, bữa nay coi như là mình chơi lớn luôn, bữa nay là mình coi như là vô một cái chỗ lạ quắc lạ quơ, mình không biết ai chân, mình biết ông thầy thôi, mình đặt niềm tin mình mới dám đến đây. Tại vì mình cũng coi báo coi phim rồi đó, mình cũng sợ là mình bị lừa đó quý vị, nhưng mà mình nghĩ là hy vọng là không phải là mình ha. Bây giờ mình có la lên mình cũng chạy ra cũng không được, cho nên là bây giờ mình cứ thuận theo chiều gió đi, tới đâu tính tới đó. Thì lúc đó ông thầy ông mới rủ mình vô cái phòng, thì mình cũng đi theo ổng vô phòng. Trời sao gan ghen gán lứa mà người ta rủ vô phòng vô luôn. Cái em mới vô, cái ổng vô phòng, cái ổng mới đóng cửa lại khóa lại. Tụi mình cũng thấy mình sợ nha. Trời ơi, đó giờ mình chưa có quen ai, chưa yêu ai, chưa làm chuyện đó bao giờ, mà bây giờ ổng vô ổng khóa cửa lại rồi mình cũng sợ. Nhưng mà về đâu thì ổng kêu em ngồi đi. Ổng mới đi vô trong nhà tắm. Ổng đi vô nhà tắm cái bắt đầu cái ổng làm cái dụng nó lâu lắm, ông thầy tay đen của em ổng vô đó làm lâu lắm, làm như tắm hay gì á. Thì bắt đầu là em ngồi thì em nhìn xung quanh cái phòng, thì em thấy nào là có đồng hồ nè, rồi có cây đàn nè, rồi có những cái đồ dù dụng cụ giống như một cái người bình thường thôi, sống rất là gọn gàng, phòng rất là ngăn nắp. Cho nên là mình cũng nghĩ là chắc không đến nỗi rồi đâu ha. Cái mình cũng chờ, ủa gan ghê, không tìm đường thoát mà còn ngồi để chờ nữa, không biết chờ gì luôn quý vị, gan ghê sợ luôn. Cái bắt đầu ông thầy ổng ra thì anh tay đen ổng ra, ảnh mới ngồi ngay cái ghế, thì bắt đầu cái ảnh mới chuyển lên cái giường, tại em mình ngồi cái giường tại cái phòng nhỏ, cái giường cũng như là cái ghế vậy đó. Thì ổng mới ngồi rồi ổng mới nói em muốn xem phim không. Trời, tự nhiên mọi người ngủ tại xem phim. Cái em mới nói gật đầu đồng ý. Rồi thì ổng mới lấy cái điện thoại ổng ra. Thì thời đó nó có cái điện thoại, thì cái điện thoại đó ổng mới bấm ra cái YouTube ra, cái ổng bật lên cho em một cái video. Trời đó coi, em bật lên thì em cũng dòm coi video đó chiếu cái gì. Thì trong đó là có cái ông thầy ổng đang ông dây đẻ tay đen này nè, ảnh là ở trong một cái ban nhạc, mà cái ban nhạc này thì quánh nhạc quánh trống người đờn người hát ở trên YouTube á, thì làm một cái đoạn băng nói về giống như là ảnh là một cái người mà tham gia trong cái ban nhạc. Thì mình cũng hơi hơi có niềm tin rằng anh này đàng hoàng tử tế, thì ổng là có người có giấy tờ thì người ta mới vô, người ta dạy học mình được chứ, khơi khơi cái người ngoài đường sao mình dám đi theo người ta tới đây. Nhưng mà mình cũng sợ, tại trong đây có nhiều người không rõ nguồn gốc, mà còn có một những cái anh chàng tay đen khác nữa, cho nên lòng lòng mình cũng hơi bối rối và hơi sợ. Thì thôi bây giờ tới đâu hay tính tới đó đi, chứ sợ là đâu có làm được cái gì. Thì bắt đầu khi mà xem xong cái đoạn clip đó rồi á, thì ông tay đen này ổng mới quay qua, ổng mới ruốt vuốt mái tóc của em. Cái bắt đầu cái em cũng để rồi đó, cái ổng mới quay qua, ổng mới tặng cho mình một cái nụ hôn. Thì lúc đó thì mình cũng nghĩ là thì nam nữ mà yêu nhau thì cái nụ hôn trên trán là bình thường thôi đó, thầy ổng hôn mình trên trán cái mình cũng đi. Cái bắt đầu cái thì đàn ông mà với phụ nữ mà ở trong một cái căn phòng thì không biết là phải làm chuyện gì thôi, chỉ làm chuyện đó thôi, nhưng mà chưa có làm được cái gì hết nha quý vị. Thì bắt đầu là em cũng lo trong lòng em, thì bất ngờ là ổng quay qua, ổng định là coi như là tới luôn á. Thì ai về đâu mình cũng sợ trong lòng mình, mà ai về có cuộc điện gọi định mệnh gọi đến, điện thoại em nó ghen lên gung lên. Cái em nói khoan, cho em nghe điện thoại chút được không. Cái ông nói em nghe đi. Cái bà em bắt alo, cái bà má bà em trong đường dây trong điện thoại bà phải la lên, con ơi hồi nãy má nghe con bé gì nó về, nó thấy có hai ba người tay đen, thôi con đi về đi, bây giờ ba với má đang đứng ở dưới chờ con nè, nghe không. Bởi vì cha mẹ lo lắng cho con, bởi vì sợ mình bị gạt đó. Cái bắt đầu cái mình nói dạ con biết rồi, cái mình cúp. Cái mình mới qua mình giải thích bằng tiếng Anh, mình nói trời ơi má em với ba em đang đứng đây để tìm em rồi, một chút nữa mà nếu không thấy em ra thì có nhiều khi họ kêu công an, cho nên là em phải đi ra chứ để phiền anh, tội nghiệp anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ nha, thôi anh mở cửa cho em về đi. Thì mình cũng nói đại đi, ai dè ổng mở cửa cho mình thiệt, tại ổng nghe nói sẽ kêu công an, sợ quá mở cửa.
Trời đó coi một pha giải cứu thật là ngoạn ngục luôn. Trời ơi, công nhận cuộc đời của mình nó gan dễ sợ luôn. Không biết người ta là ai, biết là người ta dạy học thôi mà dám đi lợi nhà người ta. Trời đó coi, quá trời quá đất luôn. Cũng hên nha, có cuộc gọi định mệnh nè, chứ không không là chết chắc rồi. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã lắng nghe những cái lời tâm sự của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.